Tập 4. Tôi đã nói là lát nữa bạn tôi sẽ đến. Anh hứa cái gì? Tôi không có tiền, tôi có thể đặt phòng bao lớn như vậy ư? Thấy chưa? Không thiếu tiền. Hay là như vậy, tôi gọi món giúp cô trước. Khi nào bà cô đến thì dọn lên sau được không? Cô không chịu thì sao? Cô xem cô đã đợi hơn 2 tiếng rồi. Hay cô gọi một món thôi trước đi. Gọi một món đi. Cái này dùng kiểu gì? Trượt sang bên phải là được. Như vậy. Giá tiền chỗ các anh cũng được đấy. Lấy tôm hùm Macau cho tôi. Tôm hùm Macau sao? Chỗ chúng tôi không có tôm hùm Macau, chỉ có tôm hùm châu Âu thôi. Vậy thì tôm hùm châu Âu 5 cân có không? Xin lỗi, không có con nặng như vậy. Chỉ có con 1 cân thôi. Không có ư? Vậy lấy cho tôi 2 cân rưỡi bò Kobe đi. Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi cũng không có món này. Người anh em mà tôi gọi gì anh cũng không có. Còn hối tôi không gọi món. Buồn cười thật, có tiền mà không có chỗ tiêu. Vậy được rồi, anh để đấy tôi xem thêm. Anh cho tôi cốc nước đi. Được, cô đợi một lát. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Chuyện này là gì vậy chứ? Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sao lại không nghe máy vậy? Lẽ nào anh ta là người đã kết hôn, có vợ, không tiện gọi điện thoại ở nhà? Không nên vậy chứ. Hai bọn mình đâu có gì đâu. Anh ta không có gì không tiện hết. Chắc chắn là một kẻ lừa tiền rồi. Tiền đức lạc, trung tâm tài chính thiên tài. Được. Không phải anh không nghe điện thoại của tôi sao? Cứ đợi đấy. Đóng cửa làm gì? Đóng cửa đi ngủ. Không đóng cửa thì ngủ kiểu gì? Nhưng 3 tiếng đoạt mạng của mẹ anh vẫn chưa vang lên mà. Đi ngủ thôi. Em không buồn ngủ. Em còn nói em không buồn ngủ ư? Em xem mắt em đã đỏ như vậy mà còn không buồn ngủ. Nào mau lên đi ngủ. Bây giờ em không buồn ngủ cũng không ngủ được. Dù muốn ngủ cũng phải đợi mẹ anh gõ 3 tiếng mới ngủ. Bà xã à, hai người ngủ cùng nhau mới gọi là ngủ. Một mình thì gọi là nghỉ ngơi. Vậy em nói xem, một mình anh thì anh cũng không thể ngủ được. Vậy anh có thể nghỉ ngơi trước rồi chút nữa ngủ sau. Anh nói em nghe, vừa nãy anh đã nghe mẹ vào phòng rồi. Trước khi vào phòng bà ấy đã uống thuốc ngủ, chắc chắn không ra nữa đâu. Anh đảm bảo với em tối nay sẽ không có bất cứ ai làm phiền chúng ta. Có thể tin anh không? Anh dùng nhân cách của anh để đảm bảo. Được, em tin nhân cách của anh thêm một lần nữa. Em vẫn chưa tắm nữa.
Alo ba à, là con. Đã mấy giờ rồi mẹ con gọi điện thoại về nhà sao? Ba con bị bắt vào đồn cảnh sát rồi, cứu con đi. Được rồi, được rồi. Nửa đêm nửa hôm mình đừng có dùng trò đùa này nữa. Tao ngủ rồi. Vẫn chưa xong. Chúng ta đi ngủ thôi. Đi. Không có người. Hiền đệ à, là ba. Ba ư? Trốn kỹ nhé. Ba à, Văn Văn ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Nào nào, nói chuyện đây. Mau lại đây, lại đây. Không phải đâu ba à, không phải đâu ba. Xin lỗi, xin lỗi ba, xin lỗi. Xin lỗi. Xảy ra chuyện gì rồi? Mau mau ngồi xuống đây đi. Ngồi đây mau. Làm gì vậy? Mau ngồi đi. Người anh em xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì mai nói không được sao? Người anh em, từ ngày con Dương đôi tay đến thế giới này, mọi chuyện của con đều do ba gánh vác. Được rồi, dừng lại, mọi chuyện của con ba gánh vác là sao? Lần nào mẹ đánh con, ba cũng chạy đi luyện chữ. Nhưng từ ấy về sau ba không còn luyện nữa. Phải, ba không luyện chữ, ngày nào ba cũng đi chỉ huy. Ngàn năm có một lần, cuối cùng ba cũng có chuyện rồi. Con nhất định phải giúp ba. Con xin ba đấy, thật sự con xin ba được chưa? Hôm nay con thực sự có việc quan trọng, cho đến giờ con và Văn Văn vẫn chưa động phòng. Đã mấy ngày rồi mà chưa động phòng, chẳng phải do ba và mẹ hành hạ sao? Người anh em, chuyện này không bình thường. Chị con xảy ra chuyện rồi, bị cục công an bắt đi rồi. Cái gì ba nói cái gì? Con nói xem, nếu ba mặc kệ chuyện này thì ba không phải là người cha tốt. Còn nếu ba lo chuyện này thì ba lại không có năng lực. Ba muốn đi, nhưng ba lại là một người chồng sợ vợ. Ba mà không đi thì trời đất không tha. Con nghĩ xem, nó là ai? Nó là chị của con, là người chị duy nhất của con. Hơn nữa trên người hai đứa cùng chảy dòng máu của ba. Con nghĩ đi, một giọt máu đào hơn ao nước lã ba. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con đồng ý, con đồng ý. Ba ba ba, con xin ba đấy được không? Ba mau ngồi xuống đi, ba đừng có phá nữa. Ba đừng quay nữa. Con đồng ý được. Con đồng ý với ba. Thật sao? Con đồng ý thật. Ba thay mặt chị con cảm ơn con. Con cảm ơn ba. Còn nữa, nước chảy nhỏ sông chảy dài. Xin lỗi em. Không sao. Đi thôi. Đồng chí cảnh sát, anh xem chuyện của tôi đi. Anh là cảnh sát, tôi là một cô gái yếu đuối. Ở bên này, bên đây. Anh phải giúp tôi, chúng ta xử lý từ việc một. Bao nhiêu tiền của tôi? Chị à, chuyện gì vậy? Mặt chị làm sao vậy? Anh là ai vậy? Chuyện gì vậy? Tôi là em trai chị ấy. Em trai quấy ư? Không phải tôi bảo ba mẹ quấy đưa quấy về sao? Ba mẹ tôi không đến được. Không đến được sao mà được? Là như vậy, ba tôi chính là ba chị ấy. Chuyện nhà tôi khá phức tạp. Nói đến ngày mai cũng không nói hết. Như vậy đi, bây giờ ba tôi đã đi công tác rồi. Mẹ tôi cũng không có ở nhà. Chỉ còn có hai vợ chồng tôi thôi. Nhưng ai đánh chị tôi thành ra như vậy? Đúng vậy, chị nói anh nghe chị. Được rồi, cô đừng nói. Để tôi nói. Như vậy, chị anh bị một giám đốc đầu tư tên Tiền Đức Lặc lừa. Chị cậu lần lượt chuyển 2 lần 60.000 tệ vào tài khoản của anh ta. Bao nhiêu? Khoan đã, bao nhiêu tiền? Không phải là anh ta lừa tôi. Không phải tôi đưa cho anh ta. Anh phải làm rõ một chút đi. Không phải cô chủ động chuyển tiền vào tài khoản của người ta sao? Chị cũng hết cách mà. Kết quả, chị anh phát hiện hôm nay kẻ này biến mất. Không tìm thấy. Không phải anh ta biến mất thì ai? Ai đánh chị tôi thành như vậy? Anh nghe tôi nói hết đã. Sau khi biến mất, chị ta tìm theo địa chỉ trên danh thiếp của Tiền Đức Lặc, phát hiện một căn nhà riêng. Sau đó chị anh đằng đặc đòi chủ nhà giao Tiền Đức Lặc ra. Nhưng chủ nhà không hề biết người này. Vậy mà chị anh đánh nhau với người ta luôn. Chị ấy đâu? Đúng vậy. Người ta đừng nói nữa. Người ta không truy cứu trách nhiệm chị anh là tốt lắm rồi. Chị anh làm rách mặt người ta. Biết điều thì dừng lại đi. Đồng chí cảnh sát, tôi nói anh nghe, sức anh ta lớn hơn tôi. Anh xem anh ta đánh tôi như vậy. Cô cào mặt người ta cũng ghê lắm. Tôi còn chưa kết hôn nữa. Tôi còn chưa kết hôn, sao này tôi lấy chồng kiểu gì đây? Đưa về đi, đưa về đi. Được rồi, có tìm lại tiền của chị tôi được không? Đúng, tiền của chị cô tìm thì hơi khó. Như người ta đều có giấy tờ, giấy nợ. Chị anh thì hay rồi, chẳng có gì hết. Hơi khó. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng. Có tin gì thì gọi cho mọi người được không?
Được, mau dẫn về đi. Vậy cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát. Nên làm gì thì làm đi, cầm đồ đi. Về bình tĩnh lại nhé. Tôi nói anh biết, tôi mà không lấy được chồng thì anh phải lấy tôi đấy. Từ từ thôi, người này trông hơi quen. Em nói xem 60.000 tệ của chị phải làm sao đây. Có thể làm sao được. Chị nói xem, chị cũng thật là người ta chịu thiệt khôn ra. Chị đã chịu thiệt nhiều như vậy mà cũng không khôn ra được chút nào. Chị, em về trước đây. Em và Giang Giang còn có việc. Không, em đừng đi. Không phải, vậy phải làm sao? Chị đói rồi. Đói rồi ư? Hôm nay sau khi đánh nhau với người ta, chị vẫn chưa ăn cơm. Chị đói rồi, vậy chị muốn ăn gì? Chị muốn ăn lẩu. Lẩu? Chị biết một quán lẩu ngon lắm, em cũng đói rồi phải không? Lẩu ở đó ngon lắm. Bình thường chị cũng không nỡ ăn. Lần này chúng ta đi cùng nhau được không? Gần lắm, qua một cây cầu là đến. Vừa đi vừa nói, sẽ phải, để trái. Em còn có việc nào, vừa đi vừa nói. Chị có chắc là chị biết ở đâu không? Chắc. Tóm lại chắc chắn là qua đường hầm này. Cái này chị nhớ. Như vậy không được đâu. Đã đi đến đây rồi, không thể bỏ dở giữa đường. Chị em đã bao giờ làm vậy chưa? Kiên trì là thắng lợi, đi tiếp lên phía trước đi. Chị nói em biết, đi lên phía trước chút nữa chắc chắn có con đường ở ngay phía trước. Chị có thể đáng tin hơn không? Em đã chở mọi người đi qua đường hầm này 4 lần rồi. 4 lần gì chứ, cộng cả lần này là 6 lần. Em phục chị thật. Hôm nay cứ ăn thoải mái. Văn Văn, đừng khách sáo với chị. Muốn ăn gì thì ăn, gọi đi. Hôm nay hai đứa có thể đón chị vui lắm. Ăn nào, cạn ly. Chị cảm ơn hai đứa. Kỳ, em uống đi. Em lái xe không uống được. Không phải em lái xe gì chứ, không phải vẫn còn con xe ghẻ đấy sao? Em còn bảo là xe nữa. Ba bánh mà còn gọi là lái xe. Được rồi, uống đi. Chị vừa bị người ta lừa tiền, bây giờ tâm trạng không tốt. Chúng ta uống cùng với chị đi. Không phải, Văn Văn, anh phải nghĩ cho em chứ. Chúng ta kết hôn mấy hôm nay rồi, chưa được ngủ một giấc nào yên ổn. Cạn, được nhiều lời như vậy. Chị à, chị, hay là chúng ta nói chuyện một lát đi. Đừng nói chuyện một chút. Chị thích nói chuyện, nói bao nhiêu cũng được. Em nói đi, chị nói với em. Vậy nói sao chị lại không ở cùng bọn em đi? Hỏi đúng rồi đấy. Ba của anh là như vậy. Được rồi, em sang bên cạnh đi. Nó biết không có nhiều để chị nói, em sang bên này đi. Văn Văn, chị nói hết cho em biết. Nghe chị nói này. Chị kể em nghe quan hệ nhân vật chính của hai nhà bọn chị. Ba chị và ba nó là cùng một người ba. Nhưng mẹ chị với mẹ nó không phải là cùng một người mẹ. Vậy hai người là hai chị em cùng cha khác mẹ đúng không? Đúng. Ba chị biến thành ba nó. Diên Tắc Cường chính là con giáp thứ 13. Chị, hơi quá đáng rồi nhé. Ai quá đáng? Sao hễ chị nói đến bà ta em lại bảo vệ bà ta vậy? Để chị kể cho em nghe xảy ra chuyện gì. Mẹ chị đã kể bao nhiêu lần rồi. Năm xưa ở quê, đồng tâm cưới mẹ chị trước. Cưới mẹ chị trước. Sau đó ông ta muốn về thành phố, chính sách thay đổi. Nhưng ông ta không có đường. Ông ta về kiểu gì, phải không? Lúc này một nhân vật bỗng xuất hiện. Đó là ba của con giáp thứ 13, Diên Tắc Cường. Có biết ba của bà ta làm gì không? Trâu bò lắm. Cục trưởng đấy. Ba mẹ đồng tâm thấy cục trưởng xuất hiện. Không xin ông ta thì xin ai? Xin chứ. Tôi xin anh có thể điều con trai tôi về thành phố không? Xin anh đấy có được không? Được chứ. Điều thì điều thật. Nhưng chỉ có một điều kiện. Là gì? Tôi chỉ có thể điều một mình cậu về. Là em. Thì em làm sao? Vậy nên đồng. Vậy nên ba chị bỏ mẹ chị rồi lại lấy mẹ của anh ấy à?
Văn Văn, chuyện chị anh biết chưa chắc đã là thật. Chuyện chị ấy biết không nhiều lắm. Thực tế là như vậy, năm xưa khi ba ly hôn với mẹ chị ấy, không hề biết mẹ chị ấy đã mang thai. Em nói láo. Đâu có, ba nói với em rồi, ông ấy nói với em đấy. Không thể nào, ông ấy nói láo lừa em. Chị à, nơi công cộng, chị à, em tin là sau khi ba của hai người biết mẹ chị mang thai, chắc chắn ông ấy cũng không dễ chịu. Chị thấy là chột dạ thì có. Em không thấy đồng tâm ấy sợ chị sao? Thấy chị như chuột thấy mèo vậy. Kết hôn, chị vừa vào đã sợ run chân. Chút nữa là ướt quần luôn rồi. Chị bảo ông ta đưa cho chị 50.000 tệ, không nói lời nào đưa chị luôn. Vậy tiền lễ là ba cho chị sao? Đúng, không nói với em à. Cho ông ta mượn 10 lá gan ông ta cũng không dám nói. Đã mấy giờ rồi? Sao bà đã dậy rồi? Sao không ngủ thêm một lát? Tôi cũng muốn ngủ thêm một lúc. Ông nói xem, mới sáng ngày ra ông dậy sớm như vậy làm gì? Vậy thì cứ đi tới đi lui, chạy cả chục chuyến ông làm gì vậy? Không phải tôi dậy để cho cá ăn tưới hoa hay sao? Tôi nghĩ chắc là cho cá ăn nhiều quá, tôi lại rớt ra một chút. Tưới hoa cũng tưới nhiều quá, lại bỏ thêm một chút đất vào. Cứ làm khổ mình. Tìm băng keo cá nhân cho tôi đi. Tìm băng keo cá nhân làm gì? Ở đây hết rồi. Ông dán hộ tôi đi. Dán làm gì? Dán lên đi. Dán lên làm gì? Ông mau lên đi, tôi giả vờ thêm một ngày nữa. Không phải bà giả vờ có mệt không? Bà nói xem, bà bước xuống bậc thang là ôi trời ơi đau đầu quá. Bà ăn cơm cầm đũa lên là lại có phải tôi bị chấn động não không? Bà vất vả biết mấy. Nghe lời đi, chúng ta không giả vờ nữa. Nên làm gì thì làm. Hơn nữa bây giờ bên ngoài hơn 30 độ. Bà nói xem, bà dán cái thứ này lên, dễ bị ung thư da lắm đấy. Ung thư gì chứ? Sao dậy sớm vậy? Sao giờ con mới về? Mấy giờ rồi? Chị cũng không bị thương chứ? Không có, vẫn ổn. Không bị thương thì tốt, không bị thương thì tốt. Ba, mẹ con dậy chưa? Dậy lâu rồi. Đang ngủ trong nhà vệ sinh kìa. Nhưng lúc bảy chưa ra khỏi nhà vệ sinh, hai đứa lên lén về phòng ngủ đi có được không? Sao như chuyện này chưa xảy ra ngay chưa? Ba đi do thám một chút. Hiền đệ, làm gì vậy? Hai đứa lại đây. Lão Đồng, ông lại đây. Tối qua nửa đêm nửa hôm hai con đi đâu vậy? Có phải lại đến khách sạn nữa không? Có phải không? Không biết tiết kiệm tiền sao? Cứ phải lãng phí tiền sao? Không phải mẹ, không phải như vậy đâu. Vậy thì nói rõ đi, thế nào? Nói rõ tốt cho hai đứa. Nếu không nói rõ, hôm nay cả nhà ta không làm gì hết. Mẹ, hai bọn con, nói đi. Nhìn vào mắt mẹ. Mẹ, hai bọn con thực sự không có đến khách sạn. Nói thật đi. Con nói thật với mẹ vậy. Đồng Tiểu Kỳ, trước giờ chính sách của mẹ con là thẳng thắn, khoan hồng, kháng cự, xử nghiêm. Không chịu khai thì chỉ có một con đường chết. Hai đứa đi đâu nhất định phải nói thật với mẹ. Nói cho rõ. Rốt cuộc con đã đi đâu? Ba sao tự nhiên ba quát con? Không phải quát con, như ba con nói thật. Được rồi, nói thật đi. Được rồi, con nói đi, nói thật với mẹ đi.
Hai đứa hôm qua đã đi đâu? Nói thật đi. Chuyện là tối hôm qua hơi đói cho nên đi ăn một chút. Cái gì nói rõ đi. Không còn nói gì chứ. Hơi đói nên đi ăn một chút. Hai đứa cười cái gì? Nói cho rõ đi, tối qua làm sao vậy? Tôi nghe rõ rồi. Nó nói hai đứa đi ăn đúng không? Có phải đi ăn không? Dân đi ăn. Đi ăn có phải nên nói với mẹ một tiếng không? Đói thì nói với mẹ một tiếng. Dân dân không chịu dậy thì mẹ ở nhà nấu cho hai đứa bát hoành thánh cũng được. Ban đêm chạy ra ngoài còn không nói với mẹ một tiếng. Con cũng không nói với ba một tiếng. Ba quá cái gì chứ? Sáng dậy mẹ cứ nghĩ mãi. Ba mẹ cứ nghĩ mãi. Không phải tại sao ba cứ nói sao 9 giờ tối không được ăn? Ăn vào không tốt cho dạ dày sao? Vậy nên một con không dám nói. Một con đói phải làm sao? Ba con quyết sao? Mẹ quyết. Chắc chắn là mẹ con quyết định rồi. Đừng có ồn ào nữa. Ông nói như xảy ra chuyện lớn vậy. Con mau về phòng tắm rửa đi. Con mau đi đi. Được đi đi. Không có chút quy củ gì hết. Thật chẳng ra gì. Ông im miệng đi. Chuyện bé tí mà ông hét cái gì mà hét? Không phải tôi thấy. Để hàng xóm nghe thấy thì đánh nhau vậy. Hai đứa nó ấp ấp úng làm gì? Không phải chọc giận bà sao? Bà xã, anh phát hiện em phản ứng nhanh quá luôn. Anh cũng không nhịn nổi. Phải rồi, vừa nãy em bật cười luôn. Ba anh bỗng dưng hỏi em ngớ người không biết phải trả lời thế nào. Phải, em cười anh cũng không nhịn được. Lát nữa thì lộ tẩy. Nói nhỏ thôi. Anh thấy tối qua nay anh đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Là gì? Anh chuẩn bị đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Không được. Anh nghĩ đi. Lỡ chúng ta ở khách sạn khi chúng ta đang ngủ, mẹ anh lại đến đắp chăn cho anh thì sao? Đây là một chuyện rất kinh khủng. Hay chúng ta có thể đi xa một chút, đi Maldives? Không được. Vậy đi đảo Bali thì sao? Cũng không được. Vậy chúng ta đi xa một chút, đi Nam Cực. Anh thấy sao lại nói chúng ta không thể đến Maldives và đảo Bali? Nếu hai nước này đều là nước miễn thị thực Trung Quốc, nếu chúng ta đến đó rất có thể xuất hiện chuyện em vừa nói. Đêm hôm mẹ đến đắp chăn cho chúng ta. Nhưng đừng nản lòng, vẫn có cách. Để anh nghĩ. Nghĩ nhanh một chút. Có một nơi có thể đi. Ở đâu? Hồng Kông. Hồng Kông. Là như vậy. Anh nhớ lần trước mẹ anh đến Hồng Kông, hình như đã lâu lắm rồi. Bởi vì lần nào cũng là anh đi làm giấy thông hành Hồng Kông Macau cho mẹ. Hình như lâu lắm, mấy năm rồi bà ấy không làm giấy thông hành Hồng Kông Macau. Anh đoán là hết hạn rồi đúng không? Đương nhiên, em sẽ nghĩ liệu mẹ anh có gia hạn giấy thông hành Hồng Kông Macau để đến Hồng Kông tìm chúng ta không? Không cần lo chuyện này, tại sao? Vì giấy thông hành Hồng Kông Macau nhanh nhất phải 7 ngày mới làm xong. Đến lúc đó chúng ta đã về rồi. Có đúng không? Đúng. Có phải rất thông minh không? Phải. Phải. Hôn anh một cái nào. Đưa tôi đi tìm hiểu thay đổi của bốn mùa. Người là đôi mắt tôi để tôi thấy thế giới này. Cậu là mắt của ai vậy? Anh cướp máy đây. Lại đi làm nấu cháo điện thoại. Không phải không mà. Lão đại à, anh ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Nói với anh chuyện này. Anh trách oan tôi rồi. Không phải anh bảo tôi đặt vé máy bay và khách sạn đến Hồng Kông ngày kia sao? Bà học nữ này của tôi vừa hay làm việc ở công ty du lịch. Người ta làm cho anh xong cả rồi. Người ta thăng cấp bộ phòng ngủ trăng mật miễn phí cho anh đấy. Sung tử còn được lấy, quan hệ rộng. Được mà. Được, để bày tỏ lòng cảm ơn nghiêm trọng của tôi đối với cậu, tôi hào phóng một chút. Trưa nay mời cậu ăn cơm. Địa điểm cho cậu chọn, nhưng không được hơn 100 tệ. Cậu phải thông cảm cho tôi. Tôi phải để dành tiền để đưa bà xã đến Hồng Kông tiêu. Hiểu, hiểu, tôi hiểu mà. Vậy vừa hay, trưa nay ở nhà hàng cạnh chúng ta có buffet 98 tệ một người. Hai người cộng lại 100 sao? Cậu nằm mơ đi. Lão đại, rộng lượng, ngầu lắm. Ba mẹ con ăn cơm xong rồi, mọi người ăn thông thả. Cô Duyên, ba con cũng ăn xong rồi. Ba mẹ ăn thông thả, con đi rửa bát. Hai đứa nói làm sao vậy? Sao hôm nay ăn nhanh vậy? Phải đấy, ông nói xem. Hấp ta hấp tấp, dạ dày có chịu nổi không?
Bà có phát hiện không? Thật ra con bé Văn Văn này rất tốt. Bà xem bà cứ đối xử với nó như vậy, người ta còn gọi bà là bà cô Duyên nữa. Đường dài thấy sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Mới kết hôn có mấy ngày thôi. Em xem. Trời ơi, anh đặt thật rồi sao? Nói nhỏ thôi, bên cạnh có người. Không phải đã nói rồi sao? Cơ mật cấp quốc gia. Chúng ta thực sự có thể đến một nơi không có mẹ anh, rồi chơi mấy ngày thật thỏa thích. Phải. Lần này nhất định chúng ta phải thật cẩn thận, không được xảy ra vấn đề gì. Thế nào, anh thông minh chứ thông minh, có muốn khen ngợi không? Muốn. Anh chịu thiệt một chút. Ở đâu? Hôm rồi sao anh không cảm thấy? Không cảm thấy là đúng rồi. Lần này em muốn đến công viên Hải Dương. Em muốn đến công viên Hải Dương chụp ảnh. Được. Còn phải xuống gầm cầu, ăn cua xào rồi đến Disney 3 ngày. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Ngày kia. Vì anh phải đến công ty bàn giao chút việc. Lần này dù là ai cũng không cản được. Vậy em mặc gì đây? Vợ anh mặc gì cũng đẹp. Anh nói với em một chuyện quan trọng. Ngày mai anh phải đến công trường một chuyến. Chiều mai phải so bản vẽ. Anh đã đặt vé công viên Hải Dương và voucher bản đồ gì đó ở bên Hồng Kông. Vì anh không có ở công ty, không thể giao đến công ty, chỉ có thể giao đến bãi mìn này, là về nhà mình thôi. Vậy nên em nhất định phải cẩn thận đề phòng mẹ anh. Cẩn thận, thật cẩn thận. Nhận bưu kiện thành công. Yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Chuyện này cứ để em lo. Đồng chí, gánh nặng đặt trên bờ vai yếu ớt của em. Nhờ em nhé. Được. Báo. Nước suối. Bưu phẩm. Bưu phẩm hôm nay là mẹ anh nhận trước rồi giao cho em. Bấy nhận thì bấy nhận thôi. Bà ấy mở rồi à? Không có. Nhưng bên trên có cái này. Cái gì? Công ty du lịch. Liệu mẹ anh có phát hiện ra không? Không đâu. Nhưng mẹ là cảnh sát mà. Phát hiện thì phát hiện thôi. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trưa mai chúng ta lên máy bay. Trước khi cất cánh gọi điện cho mẹ anh. Đâu phải không nói với bà ấy. Lỡ gì điểm này mà mẹ anh cảm thấy gì đó, cảm thấy chúng ta muốn đi du lịch, bỏ bà ấy ở nhà, bà ấy sẽ buồn lắm. Không đâu. Vậy nên chúng ta nên thành thật đi. Anh nghĩ xem, nó không chừng mẹ anh là một bà mẹ rất thoáng, rồi có thể hiểu cho chúng ta cần hưởng tuần trăng mật, rồi bà ấy đồng ý. Vậy không phải ai nấy đều vui sao? Chúng ta cũng không lừa bà ấy. Người anh em bị chứng hoang tưởng sao? Em nói nghiêm túc đấy, sao có thể chứ? Thử đi. Dù sao anh cũng nói rồi, mẹ anh cũng không có thể có giấy thông hành Hồng Kông Macau. Dù chúng ta nói với bà ấy cũng không đi được. Vậy chi bằng chúng ta chủ động nhận lỗi với bà ấy, đúng không? Đi thôi, cứ vậy đi. Được rồi, đi thôi. Nghe lời, nghĩ thoáng một chút đi. Cô Duyên à, bọn con có chuyện muốn nói với mẹ. Lại đây ngồi đi. Chuyện gì vậy? Mẹ, chuyện là mấy ngày tới có thể, có lẽ, chắc là bọn con phải ra ngoài một chuyến. Ra ngoài ư? Là như vậy, công ty của con cho con nghỉ phép kết hôn. Con muốn ra ngoài hưởng tuần trăng mật với Văn Văn. Hưởng tuần trăng mật sao? Tốt lắm. Vậy khi nào đi? Ngày mai. Đặt vé máy bay chưa? Đặt rồi. 12 giờ trưa mai. Đi đâu vậy?
Hồng Kông. Đi đâu? Hồng Kông. Hồng Kông ư? Đi Hồng Kông ư? Tốt quá, mẹ đi cùng với hai đứa. Mẹ, mẹ không đi được. Không phải giấy thông hành Hồng Kông Macau mẹ bây giờ đã hết hạn sao? Ai bảo hết hạn chứ? Lần trước sau khi về từ Hồng Kông, không phải giấy thông hành Hồng Kông Macau của mẹ cứ để không suốt sao? Chưa bao giờ động vào, không thể dùng được. Đó là chuyện từ bao giờ rồi? Thời gian trước cô Á Như của con tập hợp một đám người già tổ chức đi du lịch là đến Hồng Kông đấy. Khi ấy mẹ đã làm rồi. Ba con không đi, ba con không làm. Mẹ thì làm rồi. Mẹ có thể đến Hồng Kông cùng với mấy đứa. Khi nào đi vậy? Mẹ, mẹ đi xếp đồ. Mẹ khoan đã. Mẹ khoan kích động. Con nghĩ như vậy. Con với Văn Văn đi tù trăng mật, đi riêng với nhau. Mẹ đi hình như không hay cho lắm. Hơn nữa không phải ba con vẫn ở nhà sao? Mẹ phải ở nhà cùng với ba chứ. Con trai yên tâm đi. Ba con rất mong mẹ ra ngoài chơi. Đi cùng với con trai mình tốt biết mấy. Chắc chắn ông ấy sẽ yên tâm. Không phải 12 giờ trưa mai sao? Yên tâm, bây giờ mẹ sẽ đặt vé. Con mau thu xếp đồ đạc. Không làm muộn giờ của các con đâu. Tốt quá rồi. Mình sắp được đi Hồng Kông chơi rồi. Thất sách rồi. Anh đã nói không được nói rồi mà. Gấp đẹp một chút cho tôi. Ngăn nắp một chút đi. Tắc Cường à, tôi thấy bà kỳ thật đấy. Bà nói xem hai vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, cái bóng đèn hơn 10.000 watt như bà đi theo làm gì? Ai là bóng đèn chứ? Tôi là mẹ của hai đứa nó, muốn bỏ tôi lại sao? Không có cửa đâu. Từ khi vừa vào đến nhà tôi đã nói với Lý Văn Vũ tôi làm nghề gì. Tôi đã làm cảnh sát 28 năm rồi. Chơi trò này với tôi, nó còn non và xanh lắm biết không? Đi Hồng Kông vui biết mấy. Được rồi, bà cũng làm mẹ chồng lâu như vậy rồi, bà cũng nên nghỉ ngơi đi. Nghỉ gì chứ? Tôi còn chưa đi bao giờ. Đâu phải lần trước chúng ta đã đi một lần rồi, có phải không? Năm 1997. Đi nữa, cuối năm sao lại không đi bao giờ? Ba Cao thì chưa đi bao giờ thật. Vậy ông nói xem, ông không đưa tôi đi, các con ra ngoài du lịch cũng không đưa tôi đi. Mấy người nghĩ sao vậy? Tôi đi cùng chúng nó là tôi chăm sóc cho hai đứa nó, biết chưa? Tiện thể giám sát đốc thúc Lý Văn Vũ. Văn Văn nó là con dâu bà, không phải phạm nhân của bà, cũng không phải nghi phạm của bà. Sao bà có thể như vậy chứ? Tôi nói bà nghe, bà phải chỉnh đốn lại tư tưởng. Con dâu tương đương với phạm nhân. Cầm đi. Nào, con trai, hai miếng bánh mì. Nào. Được rồi, bữa sáng chúng ta ăn cái này. Ăn trên đường. Của mẹ đâu? Của mẹ sao? Mẹ đến Hồng Kông rồi ăn. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng sẽ kẹt xe đấy. Đi thôi, mau lên. Mau lên đi. Mau lên, chút nữa sẽ kẹt xe đấy. Nào mau lên. Ông xem này, lão đồng. Nhanh lên đi. Lão đồng ông xem, có quyển sách này là có viết chi tiết nhất. Ăn ở chơi cái gì cũng có trong quyển sách này hết. Bây giờ là gì cũng biết. Mười mấy món nổi tiếng ở Hồng Kông, ở đây ăn ở chơi gì cũng có hết. Đúng là đầy đủ thật mà. Con trai con xem đi. Lão đồng à, tôi thấy con trai, ba con không có phúc. Một nhà bốn người chúng ta ra ngoài chơi tốt biết mấy. Ông cứ không chịu đi, đợi mà hối hận đi.
chụp nhiều ảnh về, đôi xe bảnh cũng phải giống như đi đấy. Được được được, đợi nhé. Cả nhà ăn gì thì gói mang về cho tôi. Được, tôi gói hết đồ về, chúng tôi ăn thừa cho ông. Được được được. Con đi đâu vậy con trai? Con xếp hàng hơi bức bối, con ra bên cạnh đứng một lát. Hai người xếp hàng trước đi. Mau đi đi, đi đi. Văn Văn, con nói xem ba con có hối hận không? Mau ra tay đi. Làm gì vậy? Đây là sân bay đấy. Mọi người đang nhìn đấy. Tôi sẽ nhớ bà. Cảm ơn. Mẹ à, mau lên nhé. Đừng nói chuyện nữa, mau lên. Đưa giấy thông hành của mẹ đi, xin chào. Mau lên, còn 40 phút nữa là bay rồi. Kịp mà, kịp mà. Không phải giấy thông hành của tôi đâu. Vừa nãy tôi... Không phải giấy thông hành của tôi đâu. Xin lỗi, tôi xem nào, có phải tôi quên giấy thông hành ở đây không? Không phải. Giấy thông hành. Tôi thấy rồi mà, vừa rồi tôi còn kiểm tra trên xe, tôi còn thấy. Lão Đồng, ông thấy giấy thông hành của tôi không? Không có. Mẹ nhanh lên một chút đi. Liệu có rơi trong xe không? Không phải, không thể nào. Lúc giờ đây tôi còn thấy mà. Tôi lên xe xem giúp bà, tôi lên xe tìm giúp bà. Khoan đã, ông lên xe làm gì? Đợi một lát hay để con đi. Con lên xe gì chứ, con đuổi đi. Nào nào. Mẹ, nó không chừng ở ngăn nào đấy. Hai đứa đi đi. Mẹ không đi nữa. Nếu mẹ không đi bọn con cũng không đi. Mẹ nói không đi là không đi. Muốn đi mà không có giấy tờ thì đi kiểu gì? Con lên xe tìm lại cho mẹ. Mau đi đi. Lão Đồng, chúng ta đi trước. Nếu không hai đứa nói sẽ muộn thật đấy. Về nhà. Đi thôi bà xã. Nào đưa thẻ lên máy bay cho anh. Kia là gì vậy? Không có gì. Lấy ra cho em. Không phải bà xã. Chuyện gì vậy? Đừng mà em được kích động. Anh chỉ muốn để hai chúng ta có thể đón tuần trăng mật riêng thôi mà. Anh không muốn để mẹ phá rối chúng ta. Bây giờ đưa cho mẹ anh vẫn có thể đi được. Đừng mà anh xin em đấy, khó khăn lắm anh mới lấy được cái này. Vậy nên anh không thể vì chuyến du lịch của hai chúng ta mà trộm với thông hành của mẹ được. Anh không trộm, không phải là anh lấy. Cũng không phải anh trộm, vậy ai lấy? Anh không thể nói. Sao ông lại trộm giấy thông hành của tôi? Trời nóng như vậy bên ngoài đổ tuyết sao? Tôi còn quan hơn đậu Nga nữa. Không thừa nhận có phải không? Ở sân bay trước mắt nhiều người như vậy, sao ông lại ôm tôi? Vì bao nhiêu năm nay, từ khi kết hôn đến bây giờ, chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy. Tôi ngủ chung giường cũng quen rồi. Ngủ một mình khó ngủ, không nở. Thật sự không nở. Vậy ư? Lão Đồng, trong ấn tượng của tôi, từ khi hai chúng ta yêu nhau đến giờ, ông đã ôm tôi tổng cộng 3 lần. Lần thứ nhất đơn vị các ông phải đến Vân Nam sưu tầm tư liệu. Vì con còn nhỏ, tôi thì bận nên không đồng ý. Ông bèn chạy đến cổng cục công an chúng tôi. Ở cây cầu nhỏ trước sân, ông ôm tôi ngay trước mặt cảnh sát cả chục chúng tôi. Khi ấy ông khóc, tôi đã đồng ý. Sau khi đồng ý xong, ông vui vẻ chạy men theo cây cầu đi mất. Sau khi ông đi, cầu sụp, tôi rơi xuống sông suýt chết đuối. Lần thứ hai, đồng nguyên muốn học trường kỹ thuật, không có tiền, giáo viên không nhận. Ông đến xin tôi không đồng ý. Ở trong sân nhà chúng ta, ông ôm tôi trước mặt hàng xóm láng giềng. Ông cũng khóc, sau đó tôi đồng ý. Đưa tiền cho ông lấy tiền xong, vui vẻ chạy mất. Ông vừa đi thì một chậu hoa trên tầng rơi xuống, tí nữa đập vào tôi. Đây chính là hai lần trước. Tôi không hiểu nổi. Tại sao mỗi lần ông ôm tôi trước mặt mọi người xong, tôi đều xảy ra chuyện xui xẻo? Hôm nay ông ôm tôi trước mặt mọi người lần thứ ba, sau đó tôi mất giấy tờ. Ông nói xem là chuyện gì? Hoàn toàn trùng hợp thôi.
Vậy ư? Tôi làm nghề gì? Cảnh sát nhân dân. Biết thì tốt. Khi ấy tôi đã đoán chắc là ông đã trộm giấy tờ của tôi.